Chào mừng quý vị và các anh chị đã quay trở lại với trang tin tức nhanh 24 giờ. Cái này do mình mới thành lập cho nên còn mới chưa có người đăng ký vào cho nên là mỗi người ở đây vào đây subscribe cho cái kênh này cho em mỗi người một flow ha, mỗi người một lượt đăng ký, đăng ấn đăng ký cho em. Em cảm ơn rất là nhiều. Thật ra thì mình lập cái trang này ra là với một cái mục đích là để gọi là post những cái tin tức hàng ngày, những cái tin tức mới nhất được cập nhật từ các báo chí chính thống ở trong nước ở trên đây cho các anh chị tiện theo dõi. Còn cái kênh chính của em thì em dùng em để phản biện, còn tin tức thì em chỉ post qua cái kênh này thì các anh chị vào kênh nào cũng được cả. Đó, thì thôi các anh chị cho em một cái gọi là cái subscribe đi để cho em có được cái tinh thần để em làm nhiều cái bản tin hấp dẫn khác để mà phục vụ cho quý khán giả ha. Ok các anh chị ha. À, tiếp theo đây là một số cái thông tin mà trong ngày thì nam tây đô sẽ đưa và ngày hôm nay đặc biệt cho nên là mình sẽ làm một cái bản tin đặc biệt như thế này à, kính thưa quý vị và các anh chị trước sự phản ứng của cộng đồng mạng thì mới đây một cái nhân vật đó là cũng gọi là rất là ngông cuồng ở trên mạng xã hội đó là cẩm thúy cô à, được biết là cẩm thúy cô là một cái gọi là giáo viên à, từng là giáo viên thôi nhưng mà đã à, mất dạy À, tức nghĩa là không còn đi dạy được nữa à, lý do là họ đã cho ra khỏi ngành rồi. có này hiện ngụ tại ở Cam Lâm, Khánh Hòa có những cái hành vi trên mạng xã hội cũng gần một năm nay đó là à, xúc phạm các cái vị lãnh đạo nhà nước Việt Nam mình, à, xúc phạm những cái người lớn tuổi à, qua đó thì đem cái 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 đảng kỳ vào ngày 30 tháng 4 vừa qua thì cũng đã đốt à, và thậm chí có những cái lời hằng học với cái gọi là nhà nước chính phủ Việt Nam mình bên cạnh đó cảm thấy cô còn đem cái di ảnh của hồ chí bác hồ chí minh ra à, tức nghĩa là người khai sinh cho nước việt nam dân chủ cộng hòa bằng cách là phỉ bán hết sức là những cái từ ngữ thô lỗ tục tằng à, à, tôi không hiểu là tại sao chính quyền nơi đó lại cho để cho một cái nhân vật này tới thời điểm ngày hôm nay còn lộng hành trên mạng xã hội như vậy thì cái vấn đề này thì nhà chức trách thì về vấn đề nhà chức trách này lưu ý lại cái 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 vấn đề này à, nam tơ đô nhiều lần phản ánh ở trên truyền thông là rất là nhiều thậm chí là rất là nhiều kênh phản ánh và khi đó là có bạn bè của mình phản ánh rất là nhiều mà đến đây thì cũng chưa gọi là có có một số tín hiệu gì là từ những cái cái câu trả lời từ cơ quan những cái nhà chức trách đó. À, kính thưa các anh chị thì những cái người youtuber như bọn tôi thì nó thật ra thì các anh chị là những cái hình ảnh này là làm tôi rất là bức xúc khi mà những một số cái đối tượng coi thường pháp luật Việt Nam coi thường cái cái tính răng đe của pháp luật và sẵn sàng lên trên mạng bằng cách là chửi bới chính quyền một cái cách hết sức là thô lỗ và nặng nề như vậy chúng ta hãy cùng nhau à, chia sẻ cái clip này cho nhiều người khác à xem và hãy mà gọi là à, cùng nhau à, ủng hộ cái tiếng nói cũng như của tôi cũng như là các anh em khác ở trên mạng xã hội để mà chúng ta à đưa tới à, cơ quan à, chính à, những cái hành động như là lên trên mạng dùng những cái từ ngữ rất thô lỗ tục tằng À, vô văn hóa, à, vô à, học thức như vậy. À, từng là một cái gọi là cái giáo viên mà tôi cũng không hiểu tại sao à, cô này lại à, có những cái cái biểu hiện à, suy thoái đạo đức, à, suy đòi đạo đức à, thế này để cho một cái để cho nhiều cái người khác à, vào chửi bới và thậm chí là người ta phê phán hết sức là nặng nề vâng kính thưa quý vị và các anh chị thì cũng có nhiều lần người nam cũng phản ánh ở trên kênh rồi kênh chính của nam rồi nhưng mà hầu như là mình có một số tín hiệu cũng rất là hơi mờ thôi là cơ quan chức năng thì đang vẫn là theo dõi cái đối tượng này và người ta cũng chưa có trả lời cho mình tại vì mình chỉ là một cái youtuber thôi các bạn cũng đừng hỏi mình về những cái vấn đề nội bộ bên trong tại vì nhà chức trách thì họ không tiết lộ những cái gọi là cái thông tin cái 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 gọi là cái, cái chuyện điều tra của họ ra bạn đi hỏi một cái người youtuber là không biết trả lời cho bạn cái đường nào để cho các bạn hiểu cái câu chuyện này như thế nào mình nghĩ có một cái vấn đề gì đó nhưng mà trên tính tinh thần là mình phải đợi chờ một cái thời gian nữa chứ một cái hành động là chửi bới chính quyền đem uh, di ảnh của hồ chủ tịch ra uh, phỉ bán một cái cách nặng nề như vậy ít nhất cũng phải vài chục năm ủa xin lỗi ít nhất là cũng phải vài năm và phạt hành chính cũng rất là nặng nề chứ không phải là dân chơi uh, cũng có thể là cái đối tượng này còn một số đối tượng khác móc nối vào những cái đường dây như thế này và xúi dục những cái thành phần như thế này chúng ta hãy chờ đợi, đợi thêm một cái khoảng thời gian nữa coi thế nào ha các bạn cũng, cũng mình cũng biết là những cái đội bức xúc của các bạn qua đó thì mình cũng cũng bất xúc là giống các bạn chứ mà các bạn có phải gì cũng phải chờ chờ từ từ đó mình là người cộng đồng mạng mình là youtuber các bạn là ai các bạn là khán giả xem thì các bạn phải đợi trong khi cái chuyện đó ở ngoài miền ngoài chứ không phải là cái chuyện đó ở miền tây mình ha cho nên là cái gì nói tao nói rồi đợi chờ là hạnh phúc ha các bạn <laughs> à, vâng kính thưa quý vị và các anh chị thì à, được biết là nhiều người còn lên tiếng binh vực cho nam tây đô à, khoảng thời gian gần đây khi mà cái đối tượng này cũng làm clip nhiều clip đáp trả nam tây đô nhưng mà thậm chí là tôi chỉ coi xem những cái clip của cô này mà tôi ngồi tôi cười không là quá tục đi đấy và không thể nào mình chứa như cái đầu mình nghe được những cái từ ngữ vô văn hóa người từng làm giáo viên à, từng làm đứng trên bục giảng cái nghề giáo viên là một cái nghề mà phải nói là được nhiều người kính trọng đấy con này chữ thì biết nhưng mà nghĩa thì không khổ lắm các anh chị <laughs> chửi mình cũng đâu cũng bảy tám cái clip vậy là à, qua đó thì mình chỉ là gọi là mình đưa tin tức thôi chữ luôn youtuber chữ luôn những cái đài nhà đại ô chữ tùm lum hết tà la hết à, vâng kính thưa quý vị và các anh chị thì thôi cái clip này mình tạm thời nói đôi nét về nhắc lại về cái nhân vật này cho các bạn thấy thôi qua đây thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã đến với cái kênh mới của mình à, hãy nhớ là cứ đăng ký subscribe cho kênh mình mỗi người một subscribe vô à, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã đến đây trong cái buổi chiều tối ngày hôm nay ha à, thân ái chào tạm biệt